Siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Mê đắm siêu nhân bá đạo. Quái vật, ngươi đang nghịch lửa à? Ôi không, đó là người mạnh nhất vũ trụ. Bức tranh hoàn hảo. Siêu nhân vũ trụ đang mang dòng máu hoàng gia và bất khả chiến bại. Thánh bóng đêm Francis, hay gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Quái vật, ngươi biết quá nhiều vì lợi ích của riêng ngươi rồi. Bây giờ ngươi đang chơi với lửa đó quái vật. Ôi, mắt tôi, mắt của tôi. Điều này thật khủng khiếp. Mình không thể không rơi nước mắt vì nó. Thánh bóng đêm Francis, hay gọi là làn gió nửa đêm bay bổng, đã giải cứu chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn. Phải, bây giờ tôi tuyên bố với thế giới rằng đừng lo lắng, vì tôi đảm bảo an toàn cho ngôi làng này. Không thể nào, tôi không thể chịu đựng được nữa. Lời thoại thật là ngô nghê. Tôi đồng ý đóng phim, vì tôi nghĩ phim nói về chiến đấu với quái vật. Được rồi các cậu, thông minh chỉ muốn truyền bá một thông điệp tích cực thế thôi. Vậy thì ngừng cười nhạo cô ấy đi nha. Ôi thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng thân yêu của tôi. Cậu đẹp trai quá. Siêu nhân thông minh, cậu thật là ngầu. Siêu nhân thông minh, thật quyến rũ. Không được, không được, cậu ta là kẻ thù của mình. Mình ở đây để thu thập thông tin tình báo, thế thôi. Đúng vậy. Siêu nhân của tôi tới rồi. Cậu ấy ở đâu, đâu? Cậu ấy kia kìa. Thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Ở đây, xin hãy ký vào cái này. Siêu nhân của tôi tới rồi. Cậu ấy thật đẹp trai. Mình đã ngồi đây cả buổi sáng, ký hàng trăm chữ ký, và giờ lưng mình đau chết đi được. Mình cũng muốn có chữ ký của cậu ấy. Không, không, không. Ý mình là mình sẽ giả vờ xin chữ ký để đánh lạc hướng cô ấy, và sau đó mình sẽ tấn công, vì tôi không phải là fan của cậu ấy. Cậu đang làm gì vậy? Đôi mắt nhìn mình từ trên cao. Và cậu ấy còn nhặt thứ mình đã đánh rơi. Nè, cậu có ổn không? Cậu ấy quan tâm tới mình nữa. Đó là một quái vật. Mà cô ta đang làm gì vậy? Ôi, cái lưng của mình. Siêu nhân thông minh gần đây rất nổi tiếng. Cô ta luôn xuất hiện ở nơi công cộng, nên chúng ta hãy lợi dụng điều đó và tấn công khi cô ta mất cảnh giác. Giao đồ ăn. Quái vật. Xin lỗi đại tướng quái bự, tôi đói quá nên tôi đã đặt đồ ăn. Giờ ngươi đã ăn no rồi, đừng làm bất cứ điều gì để làm xáo trộn nhiệm vụ của chúng ta, hiểu chứ?
Xin lỗi về chuyện đó, đại tướng. Tôi đoán là tôi đã ăn quá nhiều. Quả vật đáng sợ đã ở lại căn cứ để nấu ăn. Lần này chúng ta sẽ thành công. Tôi nên chuẩn bị gì cho bữa tối hả đại tướng? Tôi có nên nấu súp không? Chúng ta lại thất bại. Quái vật, đây có phải là lý do ngươi phản bội chúng ta không? Thật vô lý. Tôi không thể là kẻ thù của thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Đó chỉ là một vai diễn cặp khiển, có gì để thích chứ? Tôi không xem chương trình này, nhưng ở tập 26, tay cậu ta khô sau khi cậu ta đi vệ sinh. Điều đó chứng tỏ rằng cậu ta không thường xuyên rửa tay. Và trong tập 41, khi cậu ta đang đuổi theo quái vật, khi cậu ta rời khỏi đường hầm, có thể thấy rõ một vết đen xuất hiện trên đầu ngón tay của anh ấy. Thế là cậu ta cũng ngoáy mũi. Tập 29 cho thấy cậu ta nhỏ mọn. Tập 55 cậu ta thật keo kiệt. Tập 63 không nhường ghế xe buýt cho bà già. Cậu ta không hề hoàn hảo. Đó là tại sao tôi không thèm xem chương trình này. Nó có nhân vật rất khập khiễng. Rõ ràng là cậu xem rất kỹ. Ôi trời, các cậu đúng là vô vọng. Tất cả là lỗi của siêu nhân thông minh. Cậu ta đã phá hủy hình ảnh hoàn hảo của tôi. Đừng lo lắng, vì tôi đảm bảo an toàn trong ngôi làng này. Siêu nhân thông minh, tôi hoàn toàn ghét cậu. Siêu nhân thông minh tới đây. Siêu nhân thông minh. Xích nam châm thông minh. Cái gì? Hoàng nam châm thông minh. Siêu nhân thông minh, cậu đã phá hủy anh hùng hoàn hảo của tôi. Cô ta xé nát tranh ảnh của mình. Lẽ nào siêu nhân thông minh, cậu không xứng đáng đóng vai đó. Mình sẽ thử xem. Dừng lại, người đang đùa với lửa đấy. Ta là thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm. Bay bổng. Cậu thua tôi vì cậu quá đắm chìm trong thế giới ảo và đánh mất chính mình. Hãy trở lại với thực tế. Đối với tôi, trở thành người nổi tiếng chỉ là một sở thích. Trở thành siêu nhân mới là việc tôi làm và con người thật của tôi. Cậu có hiểu không? Đừng cằn nhằn nữa. Cậu thật khó chịu. Quái vật đáng sợ. Đừng để tôi bắt được cậu trên đường nữa. Này quái vật, người biết quá nhiều rồi. Tôi sẽ không bao giờ xem chương trình của siêu nhân thông minh nữa. Giờ cô đã biết là không nên xem tivi một cách ám ảnh rồi hả? Không. Thay vào đó, tôi đã quyết định bắt đầu xem chương trình của siêu nhân kỹ tính. Nhìn này, siêu nhân kỹ tính thật đẹp trai.
Liên minh siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Quái nhí dùng lên. Đại tướng Quái nhí, khi ta không ở đây, cậu sẽ chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược, được chứ? Đại tướng, xin đừng bỏ tôi lại. Đại tướng chỉ về nhà trong vài ngày thôi mà. Họ làm màu quá đi. Chú ý. Rõ. Tất cả sẽ nghe theo tôi trong 2 ngày tới. Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình và không làm đại tướng thất vọng. Rõ, thưa ngài. Đeo tai nghe vào rồi trốn đi. Đợi tín hiệu của tôi. Rõ. Nghe này, siêu nhân ngọt ngào đang đi về phía cậu. Hãy trốn trong đám bóng bay. Đừng ra dội. Quế đang tới gần hơn, gần hơn. Sắp tới rồi. Quế đang đi qua. Chuẩn bị móng vuốt. Mệnh lệnh của cậu thật kinh khủng. Chúng ta đi xem nào. Nhìn có vẻ vui đấy. Được thôi. Hãy theo sau và tấn công bất ngờ. Quái vật sợ hãi, cô vào chưa? Trời, vừa mới vào. Chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Đó là một con quái vật. Sao cậu có thể bảo tôi vào đây? Cậu biết là tôi dễ bị sợ hãi mà. Một con quái vật. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Không, cậu phải chịu đựng điều này. Nếu không, cuộc tấn công bất ngờ sẽ lại thất bại. Phải, nhưng nếu tôi ở lại đây thì túi nước đá trên đầu tôi sẽ tan chảy mất. Không có túi nước đá để giữ cho tôi mát mẻ. Tôi không thể kiểm soát bản thân. Cứ đợi đấy quái vật sốt. Tôi không chịu nổi. Quái vật, xin hãy xem xét nhiệm vụ của ngài cẩn thận hơn. Chúng ta đã thất bại. Thất bại và lại thất bại nữa. Các cậu thật vô dụng. Các cậu thậm chí không thể hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản. Làm thế nào có thể ăn nói với đại tướng? Cậu lập kế hoạch mà không biết đặc điểm của chúng tôi. Cậu mới là kẻ vô dụng. Đúng thế, đó là lỗi của cậu. Chúng tôi không thể nhận mệnh lệnh của cậu. Wow, 100 điểm. Chà quá nhí, cậu làm bài tập thế nào? Có không sự khác biệt giữa điểm số của chúng ta? Thật tuyệt. Thấy chưa, ít hơn một số không? Siêu nhân ngọt ngào, sao lần nào cậu cũng đạt điểm tối đa cho các nghiên cứu về quái vật? Bởi vì tôi luôn chiến đấu với họ, và tôi hiểu đặc điểm của họ. Cậu lập kế hoạch mà không biết đặc điểm của chúng tôi. Cậu mới là kẻ vô dụng. Siêu nhân ngọt ngào, cậu có thể giúp tôi hiểu đặc điểm của họ không? Được thôi, đây là ghi chú của tôi. Tôi đã viết ra những điểm yếu và đặc điểm của họ. Vì vậy chỉ cần ghi nhớ chúng. Đúng thế. Mình đã sẵn sàng. Ai lại đá vào cửa tự động vậy? Tôi sẽ thách thức ba cậu. Nếu tôi thắng, các cậu phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Đó chỉ là quái nhí thôi mà. Cậu không thực sự cần biến hình đâu. Không phải vậy, tôi chỉ sợ trước cách mà cậu ấy nói. Quái vật sợ hãi, biến hình khi thấy sợ. Giống như trong ghi chép của siêu nhân ngọt ngào. Cậu sợ rồi hả? Đừng có tự hào. Để xem cậu có gì nào. Xin hãy tha cho tôi. Tôi xin cậu đấy. Giờ cậu không tỏ ra dũng cảm nữa hả? Điểm yếu của cáo hôi là cái đuôi của cậu ta. Oh!
Được, xem đây. Điểm yếu của quái vật sốt là siêu nhân kỹ tính. Buổi giao lưu người hâm mộ của siêu nhân kỹ tính dự kiến vào ngày mai đã bị quỷ. Nhưng tại sao tôi đã chờ lâu lắm rồi? Sao lại thế này được? Cười lên nào. Cậu đang làm gì vậy? Khi quái vật sợ hãi thấy gì đó xấu xí, cô ấy sẽ ngất đi. Xấu quá đi. Tôi muốn cáo hôi đút cho tôi ăn, chứ không phải thành thức ăn cho tôi. Để tôi massage cho cậu nhé. Được. Cậu có muốn ăn bim bim không? Được. Cậu có thể cho chúng tôi biết cách chiến đấu với siêu nhân không? Được. Tuyệt lắm. Chúng ta xem sao nhé. Trời ạ, tôi có rất nhiều bài tập về nhà cần làm. Điểm yếu và đặc điểm của quái vật. Vậy là cậu học cách đánh bại chúng tôi, sử dụng ghi chú siêu nhân ngọt ngào phải không, kẻ phản bội này? Không, không phải vậy đâu. Đây chỉ là bài tập về nhà của tôi thôi. Nếu cậu muốn chúng tôi tin cậu, hãy đánh bại siêu nhân ngọt ngào. Cậu sẽ có được sự tin tưởng của chúng tôi. Siêu nhân ngọt ngào, tôi ở đây để thách thức cậu. Sao cậu dám lừa tôi? Giờ tôi không dễ dãi với cậu nữa. Đừng có chạy. Vô ích thôi. Cậu đã xong chưa hả? Anh đã xong chưa hả? Hãy đi đi. Cậu có nghĩ rằng quái nhí có thể đánh bại siêu nhân ngọt ngào không? Cậu đã là quái vật đủ lâu để biết các siêu nhân mạnh đến mức nào phải không? Tôi phải làm gì để cậu chịu thả tôi đi? Cậu phải thừa nhận tôi đã thắng. Được rồi. Cậu thừa nhận hả? Phải, tôi thừa nhận đã bị đánh bại. Được chứ? Yeah, tôi đã đánh bại được siêu nhân ngọt ngào. Quái nhí, cậu đã đánh bại siêu nhân ngọt ngào và chứng minh bản thân. Từ giờ, cậu không còn là một người lính nữa. Cảm ơn đại tướng. Tôi luôn biết rằng nếu chăm chỉ thì tôi sẽ được thăng chức. Không phải vậy. Vì cậu rất giỏi chiến đấu với siêu nhân, ta sẽ chuyển cậu sang đội quái vật để tiếp tục chiến đấu với siêu nhân.